chào mừng các bạn đã đến với thủ đô Hà Nội. Hôm nay, tôi và các bạn sẽ cùng trải nghiệm tham quan khám phá thủ đô Hà Nội bằng những chuyến xe của City2Bus thuộc công ty cổ phần vận tải Hà Nội. Trên màn ảnh là hình ảnh những chiếc xe buýt được trang trí rất nổi bật bằng những nét hoa văn mang đậm bản sắc Hà Nội. Bây giờ, chúng ta cùng lên xe nhé. Trước mắt chúng ta là khoang lái. Khoang lái được trang bị rất nhiều các thiết bị thông minh để vận hành xe, đặc biệt được trang bị hai màn hình. Một màn hình camera để giúp lái xe quan sát được tất cả các vị trí trên xe, các diễn biến xung quanh các đường phố, tuyến phố đi qua. Đặc biệt là màn hình thứ hai là màn hình giám sát hành trình để biết được lộ trình của các tuyến tham quan và các điểm để tham quan. Đồng thời trên xe cũng trang bị rất nhiều các thiết bị thuận tiện cho hành khách sinh hoạt như tủ lạnh, ghế ngồi và đặc biệt là có màn hình cho hành khách để hiển thị những thông tin, chỉ số, những tuyến phố đi qua, được trang bị Wi-Fi và Bluetooth, được phiên âm ra nhiều thứ tiếng cho du khách nước ngoài. Còn bây giờ trước mắt chúng ta là tầng 1 của City Tour Bus. Các hàng ghế được trang bị rất rộng rãi, thoải mái, thuận tiện cho hành khách có thể quan sát cận cảnh đường phố Hà Nội hai bên. Và đặc biệt, bây giờ chúng ta cùng đến với tầng 2 của chiếc xe buýt. Nào, chúng ta cùng lên. Trên tầng 2 được bố trí một cái không gian rất là view rộng và thoải mái để cho hành khách có thể quan sát hình ảnh đường phố Hà Nội và các điểm trên cao, các điểm của Hà Nội từ trên cao, với một không gian rất rộng mở cũng như để quan sát cận cảnh nhất, đẹp nhất của Hà Nội. Trước mắt chúng ta là một ví dụ. Và bây giờ chúng ta cùng lên xe nhé. Chúng ta muốn tham quan thành phố Hà Nội thì chúng ta phải mua vé theo các mệnh giá khác nhau tùy từng vị trí chỗ ngồi, tầng 1 hoặc tầng 2 tùy lựa chọn của hành khách. Hành khách ngày hôm nay rất là đông và chúng ta cùng đi thôi. Chuyến xe khởi hành từ nhà hát lớn và đi tất cả 25 tuyến phố của thủ đô Hà Nội. Chúc các bạn có một chuyến đi bổ ích, lý thú để tìm hiểu, khám phá về Hà Nội, để thêm yêu Hà Nội hơn. Một thủ đô xanh, sạch, đẹp, yêu chuộng hòa bình và thân thiện. Và đây cũng là hình ảnh cuối cùng của chuyến đi ngày hôm nay. Chúc các bạn luôn có những hành trình khám phá mới mẻ, bổ ích và lý thú. Hẹn gặp lại Hà Nội và các video sau. Nếu các bạn thấy hay, hãy like và đăng ký kênh. Xin cảm ơn.